Thì vừa rồi á là mình cấm chính thức thì võ sĩ người Trung Quốc á đánh với là Mùi Trọng Dinh đó. Thì bạn đó là bị cân lố có 2 lạng thôi đó. Thì ban tổ chức nói là phải trong vòng 30 phút là phải ép đủ, còn không ép đủ loại luôn đó, rồi cho bạn 30 phút rồi bạn chạy ra bằng ép rồi đó. Nó phải chuyên nghiệp như vậy đó, thì nó rất là quyết đoán cho võ sĩ, nó phải có trách nhiệm. Second. You are. The 3경기 무이종빈 선수, 지하장빈 선수 오셨습니까? 잠깐만요. 이거 헤어 체크. 아, 네. 바로 했어요. 예. 예. 심판이 어디 계시죠? 아. 맞아. 100g. 나 cho phép mình trên 500g. 지하장빈. 3경기 지금 메디컬 체크하고 있어. 4경기부터. 네, 4경기. 그날 일단 경 진특. 4경기 파블로 선수, 히보르 선수 오셨습니까? 경찰로. 안왔어. 파블로. 파블로. 안왔어. 히로무. 저 bây giờ qua khám sức khỏe. 3경기 하겠습니다. 지하양빈. 그 봐라, 그 chị đó nói tiếng Việt. 지하양빈. 어, 네, 대체. 네. 당규 nãy to đùng cái hoài. Okay. Dư à, chắc dư nhiều à. Xong rồi chi. Okay, get tired. Okay. 1차, 1차. 여기 선수 120g 오버했어요. Okay, okay. 30 minutes. No. 네, 앱 딥. 아웃. 일단은 120g 오버해서 이따가 다시 해야 돼. 9시 30분까지 계측하는 관계니까 9시 30분까지 다시 계측하면 페널티 없어요. So because the fighter now is overweight 120g. So now within 30 minutes if he can make weight. Bây giờ bạn phải đi em. Okay. Chưa sao mình. Bên này 30 minutes, right? Yeah, within 30 minutes, you have to make your way. Sure, no problem. Vân, Vân. Sure. Vân. Qua bên này. Hiromu, Hiromu. Pablo, Hiromu, 둘 다 안 왔어요. 네. 5경기 오세요. 6.2. 2 Pablo. Thế giờ có bao nhiêu?
생각해요. 오지현 선수, 송영재 선수, 오지현 선수, 오지현 선수, 오수환 선수 나올게요.